Sao có tóc xoăn đẹp thế nhỉ? Hay làm cho con đấy con. Ba hiểu con ạ. Ôi tóc xinh chê. Qua đây mẹ xem mặt nào. Qua đây mẹ xem cái mặt nào. Xinh lắm rồi nhỉ. Sao hôm nay con ở trên ông bà ngủ trưa phải không con? Đúng không con? Đúng ạ. Đúng ạ. Con đang chơi cái gì đấy? Chơi cái này. Chơi cưỡi ngựa. Con lấy gối của mẹ làm ngựa. Đây gối. Ừ. Chứ không phải cả ngựa. Con đang xem gì đấy? Con xem chị Cam Cam à? Bye bye đi. Bye bye máy mẹ nè. Bye bye.